Lo alo alo, nghe về á, nghe về, nghe về chủ nhật, nghe đồn gớt mật, chu đáo nhiệt tình, chuẩn bị ly ti, từng việc, đồn gì thế nhỉ, đồn gì thế nhỉ, hỏi làng có gì mà nghe gạo gịch, úi ui, úi ui, nghe nói rằng là xương này rất chi, đặc biệt đó nha, có anh MC của nhà 19. Anh ấy làm gì, anh ấy nói gì, chúng ta cùng nghe, chúng ta cùng bàn, nhé 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 làng nước ơi. Hoặc ở trung tâm ta đó, mãi mãi có được tới nàng. Vàng dầm tương tư làm chi, sạch viết không như phú vàng. Lòng này luôn mong đón nàng, học hành luôn muốn nở hoa. Cùng trao niềm tin vàng chứ, phù lên niềm tin mây thu. Hồng trần không đâu xa lắm, ái ố vẫn thể giải bày. Chàng này chẳng đi về đâu, chắc chắn luôn ngồi nghe nàng giải bày bao tâm sự, trả lại như tâm tình thân. Vì luôn độ ta cũng độ nàng. Xin chào cả làng. Thì cái cảm giác bài hát đó là Thịnh muốn mở màn cho cái lời mời tới cái cuộc họp Zoom chủ nhật tuần này. Thì ban tổ chức hành trình văn hóa đọc ca 1 thì cũng có lòng tin gửi cho nhà 19 cái sự chủ trì cho cái cuộc họp Zoom sắp tới. Thì nói chung là Thịnh cũng nhận cái việc đó và cũng rất là tâm huyết với cái việc đó. Thì trong cái hành trình mà mình đọc đúc kết cái sách Đàn ông sò ở đàn bà sao kim ấy, thì Thịnh cũng cảm giác cái đề bài nó là về người vợ chồng. Thì nhiều khi là mình học á thì mình cũng ngộ ra được nhiều cái, cho nên là Thịnh cũng muốn mà truyền cái cảm hứng đến cho vợ đó. Thì tự nhiên Thịnh thấy cái bài này nó hay, cho nên là Thịnh muốn mở bài cho cái đề đó. Thì Thịnh chọn cái chủ đề ngày hôm chủ nhật tới cũng là cái tên của bài hát mà Thịnh cover lại. Thì cái bài hát này nó sẽ tên là Độ ta luôn độ nàng. Rồi, rất hào hứng nha. Mong gặp lại các anh chị trong buổi Zoom chủ nhật này nha. Rồi, chào các anh chị.